Hello, xin chào các tình yêu của CC. Đây, hôm bữa CC thắt một cái là của CC xài chắc cũng 2 năm rồi. Đó là ai đó nhờ CC mua rồi nè. Đừng đổi ý nha, CC mua giùm rồi đó. Nè, còn mạc mới tinh luôn nha. Cái này là Zero S, tức là nó chỉ có vậy thôi, one size đó. Bụng to thật là to thì nới dây ra ha. Đây là cái túi hiệu Michael Kors, các bạn đeo như vậy cũng rất đẹp, các bạn muốn đeo chéo qua cũng rất đẹp ha. Nè, vải dù dơ thì bỏ vô giặt là như vậy nha. Đó, CC nói là CC không hứa nhưng mà CC đi thấy sẽ mua đó, thì bây giờ CC mua được rồi, hy vọng là bạn lấy không đổi ý. Còn nếu như bạn không lấy thì bạn nào muốn lấy thì lấy nha. Hiệu Michael Kors thật là tuyệt vời, rẻ tiền, 2 bữa ăn sáng của các bạn, bền lắm. Vải dù dơ bỏ vô máy giặt, giặt đó, mặc những bộ như vậy nè, các chị em đeo như vậy nè là tuyệt đẹp luôn. À, tiếp theo đây các tình yêu ơi, bây giờ để nói bộ này trước nha. Áo này là các bạn mua nhiều lắm rồi đúng không? Đây đây đây, có thêm được một bộ nè. Áo này size X-mo. Đây là dạng áo ấm, đây là thương hiệu của Pháp. Ông già đó, Collagen Feel, mình vải thun, len, dày. Áo này các bạn mặc quần jean, mặc quần tây đều đẹp cả, váy hoặc quần đều đẹp. Áo này có cái bo kéo phùng phùng lên cho nó che bớt cái bụng ha. Áo này size X-mo. Và đây là cái quần cùng thương hiệu. Quần này CC mới mặc ngày hôm qua đó, qua hôm kia gì đó. Đây, cái lưng là thun, có cái tên thương hiệu. Quần này là size medium, medium, medium. Áo này X-mo nhưng mà nó rất là rộng, các chị em mặc với lại cái quần medium này được. Quần khó mua, cực kỳ là khó nha các bạn. Nhưng áo thì tới mùa mình mua nhanh thì mình mua được. Ở bên này là da. Quần này thun, cái đùi các bạn nào to mặc cái quần này nó căng ra cực kỳ là đẹp luôn. Đây là dạng quần thun bó đó, các bạn nên nhớ là nó màu trắng và màu đen nha. Đèn nhà mình đèn vàng cho nên nó ra cái màu không đúng, nhưng mà các bạn cứ nhớ là trắng, đen là đen. Thì đây, hai cái này CC review rồi, mới đây vài ngày thôi bán hết luôn rồi. Cái quần này thì chưa bán được. Đó, bây giờ có được một bộ. Chị em nào muốn mua thì mua ha, CC không mặc lại nữa nha. Tại vì mới mặc cách đây có 1-2. Và sẵn đây, quần này thích quá, mượn mặc luôn. Đây là áo len, cái màu đẹp cực kỳ là đẹp nha các bạn, giống như là màu xám vậy đó. Đây là dạng lửng, rộng, size X-mo, hiệu Tommy Hilfiger. Đây là áo của CC không đó, bữa nay CC review cho các bạn xem những cái áo. Bạn nào muốn mua thì cứ mua. Đây là thương hiệu CC Collection đó, cho nên các bạn yên tâm về thương hiệu này. Cực kỳ đẹp. Với những cái dạng áo lửng như vậy nè, các chị em cần mặc quần lưng cao. Các bạn mặc quần lưng cao, khi các bạn ví dụ như mình gãi đầu đi hoặc là mình vuốt tóc đi, đó thì cái phần này nó hít lên, người ta thấy được cái eo của các bạn. Tên, 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 tên. Đẹp lắm luôn. Áo size X-mall. Và tiếp theo đây, bộ này là quá đẹp đúng không ạ? Bộ này thì chỉ có các chị em Italy là mặc nhiều lắm, mùa này là mặc được đó. Chỉ cần khoác một cái áo mỏng mỏng trắng trắng ha. Đây là dạng áo thun của năm 2024, áo thun 3 lỗ lửng mà vạt bầu. Áo này là các chị em mua nhiều lắm rồi nha, cho nên là các chị em cẩn thận coi chừng mua bị trùng á ha. Mỗi bạn mua 5 cái, 10 cái áo này nè, mua ở Orlando đó. Cái mình thun nó tuyệt vời lắm, nó không có hít vào bụng các bạn nha các bạn. Thì đây là cái quần vải xô, tuyệt đẹp cái quần này luôn. Quần này là một thương hiệu rất là nổi tiếng ha. Size 6 luôn nha các bạn. Quần này lưng thun, bụng các bạn to, thật to là các bạn mặc được. Đó, rộng lắm, thoải mái luôn. Chiều dài nó dài quá mình cắt đi ha. Cái quần này là quần các chị em nên mua, tại vì cái năm nay màu của nó là màu rêu,
mà nó có chút xíu màu cam nữa nè, cho nên ngày lễ tới rồi các chị em có thể mặc được rồi. Thật là đẹp cái quần này nha các bạn, đẹp mà rẻ tiền. Quần vải xô đó, bạn mặc với áo trắng hoặc là với áo màu này tuyệt đẹp. Bộ này đẹp rẻ tiền, mặc như vậy nè, qua kali nè, tuyệt vời, không bao giờ bị lỗi thời nha các bạn. Quần vải xô là không bao giờ các bạn bị lỗi thời lên kali. Các bạn có biết tại sao không? Vì cái khí hậu ở bên đó quanh năm luôn các bạn đều mặc được vải xô. Còn ở bên mình đâu có mặc được, ở bên mình là xuân hạ thu đông bốn mùa rõ rệt. Ai cũng thích ở bên kali là vậy đó, họ quen với khí hậu bên đó rồi. Khí hậu kali thì thôi nói chi nữa, quá tuyệt vời luôn. Thành ra vải xô với kali là quanh năm họ đều mặc được. Các chị em ở tiểu bang khác qua kali chơi nhớ mang theo đầm jean và vài cái đầm vải xô và quần vải xô. Với một cái quần vải xô thôi, các chị em mặc đủ các loại áo. Áo hai dây, áo buộc dây, áo hở lưng, áo sát nách, áo dài tay, cái gì các bạn cũng mặc được với cái quần vải xô. Đi ăn tối, ăn sáng, không bao giờ đổi thời ở bên kali. Mình vải xô và vải jean thì bạn đi cả nước Mỹ luôn, cả thế giới luôn, cũng không bao giờ xưa. Nhưng mà đặc biệt kali thì các bạn nhớ mang được đồ vải xô, mỏng cũng được, dày cũng được, nhưng là vải xô là nó phù hợp với khí hậu ở bên đó. Còn áo thun thì khỏi cần nói rồi, bạn mặc áo thun, áo kiểu, áo gì đó bạn mặc thì bạn mặc tuyệt vời. Bộ này, áo này thường là double size, medium với large hoặc là small medium. Còn quần này là size 6 ha. Và tiếp theo đây, CC mới vừa mặc cái quần này vô cái mạng văng rớt ra các bạn. Đây, quần này. Đây là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới nha. Mới vừa mặc tức thì cái mạng nó văng ra đó. CC cần cho các bạn biết là tại vì cái quần này nó là size của CC X small. Đó, cho nên là CC cũng ngại là các bạn nói ô mặc rồi bán ha. Nếu nó là size khác thì ok, nhưng mà vì nó là X small cho nên CC cho các bạn biết là mới vừa mặc vào tức thì đó, là nó rớt ra đó. Quần này màu rêu, bạn mặc với cái áo này là quá tuyệt vời. Áo này thun nỉ đó, cũng là màu rêu, màu xanh lá cây, đậm, thật là đậm. Cái này cũng là màu xanh lá cây, không phải lá cây lắm, nó giống như là nó rêu đậm. Bộ này là như ý luôn. Áo là size small, quần là size X small. Quần này là lưng thun nha. Quần này là CC đủ màu luôn. À, nè nó vẫn còn cái mạc giấy đó. Và tiếp theo đây, bộ này là quá sang và quá đẹp ha. Đây là thương hiệu Tommy Hilfiger. Thương hiệu này của người Mỹ trắng nè, nhiều nhất nha các bạn. Sang, lịch sự mà đẹp vô cùng luôn. Đây là áo thun. Cái loại thun này mặc trong mùa thu. Đây là chữ Tommy Hilfiger. Đây là cái logo của Tommy. Tay dài, cái bo kéo lên. Áo này là size small. Áo này là phải mặc cái kiểu như vậy các bạn. Rộng hơn nữa cũng không được, chật cũng không được nha. Nó là cái kiểu như vậy, mặc hay lắm. Tại vì CC thiếu chiều cao thôi. Đánh chiều cao các bạn mặc sẽ đẹp lắm luôn ha. CC cũng có mặc nha. Vì mùa đông mình cần đi với ông bạn bác sĩ Mỹ đó, đi tới gặp những người bác sĩ khác lịch sự này nọ là phải mặc như vậy các bạn. Lịch sự, mình đi với người lịch sự mình mặc với lịch sự. Còn đi thí dụ như ông nói là ô ngày hôm nay đi chơi ở đâu đó, ờ thì mình mặc đồ khác các bạn đó các bạn. Còn đi như vậy lịch sự khỏi nói, các bạn cũng biết rồi, nhìn vậy là biết rồi. Quần này cũng là hiệu Tommy Hilfiger size 2. Tìm được cùng một thương hiệu như vậy là khó, vô cùng là khó. CC mua cái áo trước, mấy tháng sau thấy cái quần sale mới mua các bạn. Đó, cho nên là CC dành dụm lắm mới có được như vậy đó. Mua on sale mà. Tuyệt vời luôn. Quần tay đẹp từ cái mình vải luôn. Các bạn mặc vừa nó sẽ đẹp như vậy đó. Thẳng tắp đẹp như vậy đó các bạn. Mê không?
quần ống nhỏ lịch sự, bộ này quá lịch sự luôn, quá tuyệt vời luôn. Áo này các chị em mặc với váy cũng đẹp lắm nha, váy ôm đen đẹp lắm đó. Bộ này quá sang và lịch sự luôn. Quần size 2, quần tây á, CC mặc rộng, lưng, eo, bụng mặc rộng khoảng 6 phân đi, 5-6 phân đó. Tức là bụng, eo gì đó, tức là eo các bạn khoảng 77 là các bạn mặc được. Bụng 80, 82, eo 77. Chiều dài thì nó dài, các bạn cắt lên thôi. Đây là một bộ các chị em nên mua, rất là nên mua. Sang, lịch sự mà đẹp vô cùng luôn. Áo size small, quần size 2, xuất sắc luôn. Và tiếp theo đây, cũng với cái quần tây Tommy, các chị em mặc cái áo này. Áo này là áo len của CC không đó các bạn ơi. Đẹp lắm các bạn ơi. Áo này là size small nha. Nhưng mà các chị em mặc cái áo này, vì mình đang là mùa thu, các chị em cần mặc ở bên trong một cái áo thun gì đó mỏng cũng được, hoặc là như thế nào để cho nó có cái tay áo. Vì đây là cái kiểu áo cần phải có cái tay áo ở bên ngoài. CC mặc như vậy là để cho các bạn xem nè, cái nách nó như vậy nè, mà của mùa thu và mùa đông, áo len. Cho nên đây là áo để cho các bạn phải mặc ở bên trong một cái áo thun dài tay, rồi bạn mới mặc cái áo này ở bên ngoài ha. Với quần tây đen, quá đẹp. Bạn kiếm cái áo thun nào màu xám mặc cũng đẹp, tại vì màu hồng là bắt buộc nó phải đi với màu xám mới đẹp ha. Bắt buộc nha, phải mặc bên trong một cái áo thun dài tay nha các bạn. Kiếm cái tay thật là đẹp. Mặc như vậy là sai nha. Các bạn mà không mặc áo thun mặc như vậy là sai, người ta cười mình chết nha. Tại len mà. Phải mặc ở bên trong một cái áo thun. Cái tay áo thun bằng voan, bằng muslin, bằng thun lưới, bằng cái gì cũng được. Nhưng mình mặc nó phải đúng kiểu của cái mùa nó các bạn. Cho nên là cần phải có cái tay áo rồi mới mặc cái áo này ha. Quần đẹp, CC thích quần này. Và tiếp theo đây các tình yêu, áo quá là đẹp luôn. Áo này các bạn mặc đi ăn tiệc nha, thật là đẹp cái áo. Trời ơi, CC nhìn dưới ánh đèn, nhìn như trong gương, trời ơi, nó chiếu lấp lắm luôn. Áo này các chị em đi hát karaoke nè, đi ăn nè, thật là tuyệt vời luôn. Đây là dạng nách rộng, gần như là cánh dơi. Size small. Mình vải thun này là mịn lắm, thích lắm. Thun này cũng là thun nỉ mỏng á. Nếu các chị em có cái bụng to thì đây, nó to như vậy luôn. Thì mượn cái phần này nằm trên cái bụng, rồi ở đây kéo cho nó đùng đùng lên. Các bạn muốn thắt cái beo thì các bạn thắt, không muốn thắt beo thì như vậy bạn phải cao. Còn nếu không thì bụng to mới mặc được. Còn thiếu chiều cao mà nhỏ xíu như CC mặc như vậy không được. Cái màu này thì không phù hợp đâu. Beo này đẹp lắm nha các bạn. Beo này màu hồng rất là đẹp. Đây, CC nói trường hợp thí dụ. Đó, các bạn muốn nó như vậy vẫn đẹp, mà đẹp lắm luôn. Đây, kéo cho nó phùng phùng lên là nó che được cái bụng các bạn liền ha. Ví dụ đây, các bạn có thể thắt bằng cái beo hộp hơ kia cũng được. Nói chung là beo nào cũng được, nếu các bạn muốn thắt beo ngay cái phần eo của các bạn luôn. Đó, rồi các bạn kéo cái áo cho nó phùng phùng lên nha. Đẹp lắm. Nếu các bạn thiếu chiều cao mà muốn mặc cái áo này thì mặc như vậy. Cái này gọi là ăn gian đó. Còn các chị em nào, bạn nhỏ con cũng được,
nhưng mà cái bụng bạn rất là to thì bạn không cần thắt belt, vì cái bụng to nó giữ cho bạn cái phần này rồi, thì ở đây nó tự động nó đổ ra. Đi xin nhắc lại một lần nữa để các chị em nghe nha. Bạn nhỏ con, bạn thiếu chiều cao giống như CC, bạn muốn mặc được cái áo này, bạn phải dùng cái belt. Cái belt thắt ngay cái phần eo và sau đó mình kéo nó lên, vì nó rộng như vậy luôn, nó rộng lắm. Thì các bạn thắt cái belt rồi thì các bạn kéo cho nó phù phù, nó đều đều thì nó mới đẹp. Cái mình vải thun này nó rũ lắm, cho nên các bạn không có sợ nó đơ, nó không có đơ được. Đó là về người thiếu chiều cao giống như chị em mình. Còn các bạn có chiều cao không cần thắt belt, tự động cái áo nó ngắn lên. Trời ơi, đẹp quá các bạn ơi, lung linh luôn các bạn, mê luôn. Đó là như vậy. Mặc cái quần tay đen là đẹp nhất, váy đen, quần tay đen. Ví dụ như ai đó mời đi nhà hàng ăn bình thường thôi, hoặc là các bạn đi nhà thờ ra, trời ơi, với cái áo như vậy mặc cho mùa thu nha, áo này cũng mùa thu đó, vì cái mình thun tuyệt đẹp luôn, xuất sắc luôn. Áo quá đẹp các bạn ơi, size small ha. Và tiếp theo, trời ơi, bộ này cực kỳ đẹp các bạn ơi, cùng một thương hiệu Anne Klein. Áo này là mình vải thun, thun lạnh, size small, thật là đẹp cái áo này luôn. Áo này các chị em mặc với váy thun lạnh được, muslin được, váy jean được, váy quần tây được, cái gì cũng được với cái mình vải thun lạnh này ha. Và đây là cái quần, quần này thì nó không phải là cái vải thun giống như thế kia, nhưng mà nó là cái loại vải thun mà mình sờ tay vào nó hơi hơi kaki các bạn đó. Quần này là size small mà CC mặc, cái phần eo thì nó rộng khoảng 5 phân thôi, nhưng mà cái phần bụng này là cái phần từ đây xuống nè nha, từ đây xuống nè của CC rộng nhiều lắm đó. Tức là bụng các chị em nào 85 trở xuống, 83, 85 trở xuống bạn mặc cái quần này cực kỳ đẹp luôn. Eo bạn 75, 76, bụng 85 trở xuống, nó giống như kaki vậy đó, mà nó có cái chất liệu thun, mà nó có cái độ co giãn. Trời ơi, cực kỳ đẹp cái quần này luôn. Quần này có size 2 chị sẽ mua liền nha. Không có, thật là đẹp cái quần này. Quần này đẹp lắm, nếu nó là quần tây bình thường CC không nói, CC có nhiều lắm kìa, nhưng mà vì nó là cái mình vải này, rồi các bạn thấy nó đứng cái quần đẹp mê ly không các bạn. Chiều dài vừa nha các bạn, quá xuất sắc luôn. Bộ này size small mê ly luôn đó. Đây, tuyệt vời luôn. Những cái mình vải thun lạnh như vậy nè, nó đổ xuống tuyệt đẹp luôn. Các bạn cũng cần phải lo, chết rồi nó bị thế này bị thế kia, không cần nha các bạn, quá xuất sắc luôn nha các bạn, thật là tuyệt vời. Quần quá đẹp, quần này không có túi nha, được nguyên một bộ luôn đó, mà size small đó, trên cả tuyệt vời. Bộ này sang vô cùng là sang, rồi quần rẻ quá, quần có 89 đô à, 50% off nữa. Áo không thấy đường các bạn, quá tuyệt vời bộ này, thật là đẹp luôn đó các bạn. Với những cái quần như vậy nè, nó có những cái design như vậy, mà nó là cái loại mình vải kaki như vậy, các bạn mặc những cái áo này cho CC. Cái áo này các bạn mặc nó vừa tới ngay cái lưng quần luôn. Ở bên trong các bạn mặc một cái áo sơ mi cổ bẻ tay xách nách, tại vì này có tay rồi, hoặc là các bạn có thể mặc một cái loại von gì đó thì tùy các bạn. Đây là áo len, mà áo len cái lông nó đổ ra như vậy, loại này thì hiếm lắm. Loại len bình thường thì nhiều, mà cái loại lông mà nó đổ rất là khó tìm ha.
Quá đẹp luôn. Đây là màu đỏ nha các bạn. Đỏ đẹp, thật là đẹp. Nhưng mà vì ánh đèn nó bị ra màu cam. Nhưng mà đỏ thật là đẹp luôn đó. Rồi cái áo này cực kỳ đẹp đó. Mặc với cái quần này đi. Nó khác thương hiệu nhưng mà rất là đẹp. Áo này mặc với quần jean, mặc với váy, quần tây đều đẹp cả. Đây là áo len ha. Chờ vài tháng nữa mặc. Và đây cũng là thương hiệu Anne Klein. Nếu các chị em nào không mặc được sát nách, bạn muốn mua cái quần này mặc với cái áo này thì cũng ok nha. Đây cũng là mình vải thun lạnh, cũng là size small. Cái tay nó bằng ren như vậy nè. Đó. Các bạn mặc nó cũng y vậy thôi. Cũng là áo bỏ ở trong quần mà tay dài, lịch sự. Còn cái này đẹp. Với CC, CC sẽ mặc cái áo này với cái quần này. Nhưng mà nhiều các bạn thì không có thích hở cái tay thì các bạn mặc cái áo này. Cùng một thương hiệu Anne Klein. Tuyệt vời luôn. Xuất sắc luôn. Áo này 79 đô, 50% off. Không còn cái nào có thể rẻ hơn. Bạn có đi mua vải may cũng không rẻ được như vậy mà cũng không đẹp được như vậy. Và với một thương hiệu nổi tiếng như vậy ha. Quá rẻ. Xuất sắc ha, một bữa ăn sáng của các bạn. Mà cái quần thì có một cái CC có quần nữa nhưng mà kiểu khác, mình vải khác. Cái mình vải kaki đó, cái này kaki đó các bạn. Mê, quá là mê. Đẹp, quá là đẹp cái quần này.